này em không nhiều đây. Đây, giới thiệu cho mọi người xem. Đấy, một bé màu vàng, một bé màu sô-cô-la. Đấy, hai cái này đều là bé cái này. Đều là bé cái nha. Đấy, đây. Giới thiệu cho mọi người xem, đây là đọc không nhiều. Đấy. Cái con này thì kiểu cảnh nó chỉ khoảng độ nó tùy size mọi người nhá. Con này này, nó tùy size này. Như hai bé này thì lớn lên nó sẽ khoảng độ 2,5 đến 3 kg. Đấy, đây là mọi người cho ăn vừa phải và giữ được dáng của nó, giữ được size của nó. Còn nếu mà mọi người cho ăn nhiều thì nó có thể béo hơn. Đấy. À đây. Đấy. Con bé là màu vàng nhá, con bé là bò, con bé là sô cô la. Ở hiện tại thì một cái bé màu sô cô la thì nó sẽ có giá cao hơn một bé màu vàng bò một chút. Con này thì nó có màu nó nhiều màu. Nó có màu lam, màu bi lờ, màu sô cô la, màu bi. Màu nó còn có cả màu có sữa cơ. Nó còn lại nhiều màu lắm, màu đen lắm. Nhưng mà cái màu thông thường nhất của nó là màu vàng bò này, màu đen và màu sô cô la. Còn các cái màu gì gì kia là thường nó ít hơn. Đấy. Đấy. Con này mọi người nuôi trong nhà rất là tốt này. Con này trong nhà rất là thích luôn. Cái con này thì nó kích thước nó như là như kiểu chim mua mua ấy, nhưng mà chim mua mua thì nó lại ít sủa. Con này thì nó sủa nhiều. Mọi người nặng cả nó bằng cao cho mọi người. Đây. Miếng các bạn thấy chưa? Đây. 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 Đấy. Đấy. Được chưa? Người thấy được chưa? Cho nó cái này không?
giới thiệu cho mọi người hai em của bên mình. Đấy. À, chào mọi người nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau của bọn mình nhá. Bye bye mọi người nhá. Ok.